Đám cưới công phượng thuộc mức bảo mật cao nhất. Khách mời đến dự phải quẹt thẻ, đăng ký thông tin để nhận ảnh sau tiệc. Vào ngày 16 tháng 11 tới đây, công phượng sẽ chính thức trở thành chồng người ta. Được biết bà xã của công phượng là Tô Ngọc Viên Minh. Cặp đôi đã có nhiều năm yêu nhau không công khai trước khi quyết định về chung một nhà. Từ lúc yêu đến lúc làm đám hỏi đã âm thầm như vậy. Không nói thì nhiều người cũng biết đám cưới của đôi trai tài gái sắc sẽ diễn ra kín kẽ ra sao. Thế nên bên cạnh việc chúc phúc, dân tình còn bàn tán không ngớt bởi đám cưới công phượng Viên Minh đang được đánh giá là một trong những đám cưới được bảo mật ở mức độ cao nhất từ trước đến nay. Địa điểm đám cưới ở Sài Gòn được tổ chức tại Game Center, trung tâm tiệc cưới sang chảnh có tiếng. Đây cũng là nơi diễn ra ngày vui của nhiều gương mặt có số có má trong làng giải trí như Trấn Thành, Trường Giang, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Cường Đô La, diễn viên Lê Phương, Đinh Ngọc Diệp, Victor Vũ, Mạc Hồng Quân, Kỳ Hân, ái nữ đại gia Minh Nhựa. Khách mời. Mỗi khách mời được gửi một chiếc thẻ cưới kèm theo thiệp cưới. Khi đến đám cưới, khách mời phải quẹt thẻ cưới mới được vào bên trong. Hình ảnh trong và sau đám cưới. Dù cặp đôi không ghi rõ quy định quay phim và chụp ảnh tại tiệc cưới, nhưng đã ghi chú ban tổ chức sẽ gửi sau. Quý khách có thể quét mã QR hoặc truy cập vào website để lấy thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ gửi bạn những hình ảnh chuyên nghiệp được chụp trong buổi tiệc, đồng thời cam kết bảo mật thông tin của khách mời. Nhiều người bất ngờ nhưng cũng không ít người cảm thấy bình thường bởi trước đó, cặp đôi đã có một lễ đính hôn kín đáo vào hồi tháng 6 vừa qua. Đến tận ngày đính hôn, thông tin và một vài hình ảnh mới được dò dỉ. Được biết sau đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh, cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm tiệc cưới nữa ở Nghệ An và Phú Quốc.